Chào mọi người. Từ ngày mà ôm vào cái chân mệnh lệnh nhức hết cái đầu. Bình thường ăn phú đại gia rồi ăn thêm chiến thần nữa. Hôm nào khỏe khỏe mới ăn chân mệnh hoặc là ăn chiến thần sở bắc. Mà bây giờ ngày nào cũng phải nghiến răng dịch cái chuyện này. Đuối. Hôm nay thứ bảy đi làm về cắm đầu cắm cổ dịch luôn á. Chân mệnh đế tiên cũng là tiên võ truyền kỳ tập 604. Bên trong mãng rừng rậm hồng hoang khổng lồ, âm thanh ầm ầm vang dội chấn thiên động địa, vùng thế giới kia đã là một khu vực đẫm máu. Thật đúng là binh đấu binh, tướng đấu tướng, đấu đến khí thế ngất trời đầy đất đều là bóng người chiến đấu. Đội hình thật sự rất cường đại, nhưng lại không ngừng có người gia nhập lao vào, đều là các đại chủng tộc tại Nam Vực. Cũng không biết vì sao vừa giết tới liền gia nhập trận đại chiến, cũng không nhìn ra được nhà nào là nhà nào. Thái tử cùng đám công chúa bọn họ tới tham gia thịnh hội đều trốn ở xa xa bên ngoài, thở dài tắt lưỡi nhìn xem trận đại hỗn chiến lần này. Lần thịnh hội vạn tộc năm nay thật đúng là vô cùng náo nhiệt và hỗn loạn. Không ít người đều đang vò đầu bứt tai. Đây là một trận hỗn chiến do các người bê bết máu bị ném lên đài kia gây ra. Truy cứu căn nguyên thì thực đúng là như thế. Từ khi các người bê bết máu kia bị ném lên, tình thế liền đã thay đổi. Đúng là không thể ngăn cản. Hoàng cổ thánh thể nổi điên, rồi từng vị thái tử lần lượt tham chiến, mỗi người tiếp một người đi lên, lại một người tiếp một người bị tiêu diệt, đánh tới đánh lui liền trở thành đại hỗn chiến. Một thịnh hội vạn tộc đang tốt đẹp đột nhiên phát triển thành một cuộc hỗn chiến vạn tộc. Giữa chúng tộc cùng chúng tộc vốn dĩ cũng có ân oán từ xa xưa, dứt khoát liền mượn cuộc hỗn chiến này để giải quyết. Trước sau cũng đánh, không bằng trùng hợp dịp này đánh luôn cho nó khỏi ấm ức. Rừng rậm hồng hoang chấn động, xương máu dày đặc, khắp nơi đều là thân ảnh lao vào đại chiến. Còn không ngừng có sát thủ chủng tộc cổ xưa nhập cuộc, đều là có thánh chủ và hoàng đế trong tộc dẫn đầu, sát khí ngập trời lan tràn thiên địa. Đại đồng tỉnh lớn như thế đã kinh động đến tứ phương. Rất nhiều tu sĩ đã top 5, top 3 hướng về phía rừng rậm hồng hoang chạy đến. Khi nhìn thấy thế giới đẫm máu trước mắt đột nhiên biến sắc. Chuyện này, đây là chuyện ra làm sao chứ? Nếu như lão phu nhớ không lầm, hôm nay chính là thịnh hội vạn tộc A. Quá nhiều lão gia hỏa đều kinh hãi. Chuyện này thế nào lại xảy ra được chứ? Còn trận trượng lớn như thế là tiếp tục ân oán từ ngàn năm trước hay sao? Thậm chí còn hơn 1.000 năm trước nữa đó. Có người thở dài, các chủng tộc tham chiến này tối thiểu không dưới 3.000 vị. Còn có người kéo ra nữa kìa. Không biết là ai đã nói một tiếng, đưa ánh mắt hướng về phía một phương hấp dẫn tới. Nơi đó có một đạo tiên quang kim sắc xuyên qua rừng rậm hồng hoang. Ngước mắt, cẩn thận ngưng nhìn, chính là một người dường như đang bị truy sát mà lại thụ thương rất nặng, toàn bộ huyết cốt đầm đìa. Người kia lại cẩn thận nhìn một chút, cũng không phải chính là thái tử Kim Ô tộc hay sao? Hắn đã không còn hình thù con người, cả người máu huyết bay phần phật, toàn thân vết thương cũng nhiều vô số. Cái lỗ máu trước ngực huyết động là dày đặc nhất. Này này, là ta hoa mắt hay sao chứ? Đúng là thái tử Kim Ô tộc rồi. Phàm là người nhìn thấy đều sững sờ kinh hoảng. Hoàng là hoàng cổ thánh thể sao? Bên trong âm thanh kinh dị có người kêu lên sợ hãi. Nhìn thấy Diệp Thế Hào đang truy sát thái tử Kim Ô tộc. Không cần nhìn tới hình dạng của Diệp Thế Hào, chỉ bằng khí tức oanh liền nhận ra được huyết mạch kia. Thánh thể còn sống hay sao chứ? Tất cả mọi người đều gãi đầu, thần sắc khó có thể tin nổi. Chuyện này có chút không phù hợp với tin đồn. Nghe nói là hoàng của thánh thể đã chôn thây tại di tích viễn cổ. Lần này xem xét truyền ngôn đều là giả, thánh thể vẫn còn sống, chính là đang nhảy nhót tưng bừng truy sát thái tử Kim Ô tộc. Thánh thể còn sống, lão phu một chút cũng không ngoài ý muốn. Có lão bối tu sĩ thở dài vuốt vuốt tròn râu. Cái tên kia mệnh dài vô cùng, lần lượt đều đánh không chết đã là chuyện quen thuộc rồi. Hôm nay chính là thịnh hội vạn tộc, hắn chẳng lẽ đi đại náo thịnh hội hay sao? Có người trầm ngâm nói, còn có, hắn cùng cái thái tử Kim Ô này
sao lại chơi lớn như thế chứ? Xem ra còn muốn không chết không thôi. Thật sự là hắn đến đó mới gây ra náo nhiệt ra. Âm thanh thở dài không những không giảm đi, ngược lại, tại bên trong tiếng thở dài liên tiếp dần dần hợp thành luồng hải triều. Gây sự như vậy là muốn đem đại giáo huyền hoang lần lượt gây cho hỗn loạn hay sao? Lời này cũng không phải là giả. Đã có người đang đếm ngón tay, đếm kỹ. Diệp Đế Hào từ trước đến nay, tại huyền hoang đến giờ, có rất nhiều sự tích. Nào là tinh hải huyền hoang, đến thành hội giao trì, đồng hoàng cổ thành, rồi tới di tích viễn cổ. Bây giờ lại là thịnh hội vạn tộc. Ở đây mọi người đều hoài nghi trận hỗn chiến của vạn tộc có liên quan đến tên tiểu tử này. Phàm là anh ở nơi nào chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, mà lại đều là chuyện kinh thiên động địa. Luôn có một đám người tụ tập gây chuyện rồi bị đánh cho tàn phế như vậy. Cái nhân khí này tích lũy một chút xíu bà đã danh chấn huyền hoang. Huyền hoang có rất nhiều đạo giáo và đại tộc, hoàn toàn chính xác bị anh khiêu khích không hề ít. Giờ phút này hơn phân nửa đều đã phát định truy sát, muốn liên hợp tứ phương tại huyền hoang đuổi giết anh. Chưa chết vẫn chưa xong. Các vị đạo hữu, nhanh chóng cứu ta. Trong tiếng nghị luận như thủy triều, lại bị một tiếng gào thét của thái tử Kim Quốc tộc lan tràn ép xuống. Cái tên kia bị đuổi giết thật thê thảm, còn đang tìm kiếm sự viện trợ từ tứ phương. Nghe hắn nói ra lời này, đại đa số người đều là biểu môi. Giọng điệu của thái tử Kim Quốc tộc cũng không phải là đang cầu khẩn, mà là mang theo một ý vị ra lệnh. Nghe được trong lòng mọi người còn mẹ đó khó chịu. Đây chỉ là một trong những lý do, còn những yếu tố không thể thiếu khác và vẫn là bởi vì Kim Ô tộc. Kim Ô tộc chính là đại tộc tại Nam Vực, nội tình thâm hậu, ngày thường làm việc thật sự rất ngông cuồng, ức hiếp tứ phương là chuyện thường ngày. Người ở đây không ném đá xuống giếng cũng đã là không tệ, còn muốn bọn ta cứu người nữa sao? Có điều vẫn là có rất nhiều tu sĩ tự xưng là cường đại, nhất định phải giết ra đến để giả bộ trâu bò. Đó là một lão giả mặc tử bào, chính là một lão thánh nhân cường đại, đã chạm đến ranh giới chuẩn thánh vương, vọt lên như diều gặp gió, một bước chắn ở giữa Diệp Đế Hào cùng Kim Ô ở giữa hư thiên. Tìm một chỗ mà khoan dung độ lượng, tiểu hữu bán cho lão phu một chút tình mọn, thả cho thái tử Kim Ô một mạng cũng là một phần công đức. Mặt mũi của ngươi không đáng một xu tiền. Diệp Đế Hào nhàn nhạt nói một tiếng, bước chân truy sát không giảm chút nào. Thật tốt nói với ngươi, ngươi lại không chịu nghe, không nên ép lão phu động thủ. Bị Diệp Đế Hào mắng chửi ở trước mặt, lão giả mặc tứ bào thốt nhìn tức giận, tay nắm đại ấn hư thiên, cách không một chưởng vỗ thẳng hướng về Diệp Đế Hào. Diệp Đế Hào không nói gì, đột nhiên huy động tiên kiếm trảm phá đại ấn trên hư thiên. Lão giả mặc tứ bào cũng theo đó mà tung bay. Tên già kia lập tức biến sắc, khó có thể tin nổi. Lão đã đánh giá thấp chiến lực của Diệp Đế Hào. Hắn, một tôn thánh nhân, lại là một chiêu bại hoàn toàn. May mà hắn vẫn còn có chút đạo hạnh, nếu không phải như vậy thì hơn phân nửa đã bị Diệp Đế Hào chém toát nguyên thần mà tiêu tán. Diệp Đế Hào lại huy động kiếm, so sánh với một kiếm trước đó lại càng bá đạo hơn, uy lực dễ như trở bàn tay, chính là một kiếm tuyệt sát. Trong nháy mắt, lão giả mặc tứ bào liền bị một kiếm chém thành hai khúc, chỉ có nguyên thần thoát ra khỏi thân xác, một bên trốn chạy, một bên gào thét, mặc kệ, việc này ta mặc kệ, thả cho ta một đầu sinh lộ. Lời nói của hắn lại rước lấy một cây chiến mâu, một mâu đem lão ghim chặt tại bên trên hư thiên. Nhìn thấy hình ảnh này, những lão gia hỏa còn muốn chạy đến nói giúp đều thu chân chạy ngược trở về. Diệp Đế Hào trời sinh tính tình sát phạt quả đoán, cực độ tàn nhẫn, nếu tùy tiện bước ra ngoài làm chuyện dại dột, hơn phần nữa sẽ bị anh chém chết. Lại nhìn tới lão giả thánh nhân mặc tử bào bị đính chặt tại trên hư thiên kia, hắn mới thật là thê thảm. Tại trong một cái chớp mắt cuối cùng, nguyên thần tịch diệt, hắn mới hiểu được như thế nào là hối hận. Ngồi chồm hổm ngoan ngoãn xem kịch vui là được rồi, còn muốn đi ra giả bộ trâu bò, càng muốn trêu chọc tới thánh thể, cứ thế mà rơi vào hạ tràng thân tử đạo tiêu. Phía trước tiếng ầm ầm lại nổi lên. Diệp Đế Hào chém xong lão giả mặc tử bào lại đuổi kịp thái tử Kim Ô tộc. Người tứ phương đều chuyển động,
đuổi tới. Màn kịch hay như thế, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhưng trong người nhàn nhạt có cảm giác nhức cả trứng. Ai cũng thích nhất là tham gia náo nhiệt, đem nhiệt một mảng, tiếng nói che ngược bầu trời. Đợi người xem kịch đuổi tới kịp, thì một tòa đại sơn đã sụp đổ. Bên trong đá vụt bay tán loạn, thân thể thái tử Kim Ô tộc nổ tung, nửa cái đầu cũng vỡ vụn, óc văng ra tứ phía. Nhìn bộ dáng của hắn, nhìn xem mà khiếp người. Nhưng cái tên kia tuyệt đối không quay người lại đại chiến, vừa bỏ dậy liền đã chạy trốn. Kia thái tử Kim Ô tộc cao cao tại thượng, làm gì còn chút mảy may uy nghiêm có thể nói. Cái hắn gọi là uy nghiêm sớm đã không còn sót lại một chút gì. Diệp Đào đuổi sát không buông, một khi anh đuổi kịp, hai lời một câu cũng không nói nhiều, trực tiếp một bộ đại chiêu quất xuống. Thái tử Kim Ô tộc vô cùng thê thảm, nhưng lại cũng không phải là bị đánh bình thường. Cho dù là Diệp Đào cũng không còn cách nào khác. Kim Ô tộc cổ xưa quả nhiên không phải là để nói chơi cho vui. Triệt để trảm diệt được hắn rất là tốn sức. Một đường truy, một đường giết, động tĩnh quá mức to lớn. Một đường nổ vang ầm ầm, gặp núi, núi lở, gặp nước, nước cạn. Liền cổ thành qua đường, không còn một tòa thành nào là hoàn hảo, rước lấy tiếng chửi rủa vang trời. Suốt đoạn đường này đều rải đầy máu huyết. Thái tử Kim Ô tộc, một đường trốn chạy, một đường kêu cứu. Mỗi khi kêu cứu, luôn có một hai gia hỏa không có mắt chạy đến, đều muốn tỏ ra thật trâu bò. Một cái so với một cái còn phát đối hơn, xong việc liền trở thành người nối dài danh sách bị Diệp Đại Hào trảm diệt. Diệp Đại Hào cái tên kia một đường giết tới, lấy hành động thực tế nói cho thế nhân biết, không có thực lực liền chớ chạy đến giả bộ trâu bò, không có chiến lực kia thì cũng đừng giả mù ôm lấy tai họa. Kết quả là thái tử Kim Ô tộc cao cao tại thượng nghiễm nhiên trở thành một sát tinh, phàm là người nào nhìn thấy hắn đều tránh đi thật xa. Đối với sự cầu cứu của hắn, không người nào dám bước lại để đi tìm đường chết. Thái tử Kim Ô tộc phun máu, không biết là do tức giận hay là bị tổn thương. Hắn là thái tử Kim Ô tộc, là cao quý đến cỡ nào, chưa từng bị truy sát qua như vậy, làm sao lại bị từng người ghét bỏ hắn như vậy chứ? Thời điểm phẫn nộ, trong lòng của hắn lại tự dưng muốn phiến cho mình một cái bạt tai. Lúc trước tại rừng rậm hồng hoang liền không nên theo tới, liền nên tại chỗ chuồn đi, cũng sẽ không bị Diệp Đại Hào truy sát khắp thiên hạ. Phía trước lại đến một mảng dãy núi, hắn thiêu đốt tinh khí, tốc độ tăng vọt lên, một bước lao vào. Diệp Đại Hào sau đó liền vọt đến, mang theo kiếm xích tiêu chính đầy máu, người chết tại giữa sát kiếm. Suốt đoạn đường này anh đã đếm không hết những người kia vốn không nên chết, lại vẫn cứ hướng về Quỷ Môn Quan đụng đầu tới.